Xin chào tất cả các bạn. Thì hồi Tết á, mình có nói là mình có săn được vài bộ nồi VMF á. Thì mình có quay video clip mình giới thiệu cái bộ nồi VMF 3 món, giá cũng khá là tốt, 1.999.000. Đấy, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho tất cả các bạn cái bộ nồi VMF Inspiration 4 món nha tất cả các bạn nha nha. Giá của nó cũng rất là tốt luôn nha tất cả các bạn. 2.999.000 Inspiration 4 món của thằng VMF Đức. Đấy, gia đình nào ít người. Vợ chồng thì dùng cái bộ này gọi là đáng giá đồng tiền nha các bạn nha. Bộ này thì bộ Diamond Plus 4 nồi không có quánh. Đấy, giá của nó cũng 3 triệu mốt, 3 triệu 2. Đấy, hôm nay mình sẽ giới thiệu cái bộ Diamond Plus đây. Bộ Diamond Plus Diamond Plus thì mình sẽ giới thiệu sau nha. Hôm nay mình giới thiệu cái bộ đây, bộ nồi này mình cũng còn có được hai bộ thôi. Mình về được chục bộ mình bán, chỉ còn được có hai bộ. Diamond Plus 4 món, 1 2 3 4, một nồi 24, một nồi 20, một nồi nhỏ 16, một nồi nhỏ 20. Đấy, rất thích hợp cho cái gia đình nhỏ. Những anh chị 4 nồi là đủ rồi, các bạn mua thêm cái chảo là đủ. Hôm nay mình giới thiệu cái bộ nồi đây, Inspiration VMF Inspiration nha tất các bạn nha. Hàng nội địa của Đức. Mã vạch của Đức này 400, các bạn lên quét mã vạch, được làm từ thép 18 xẹt 10 nha các bạn nha. Thép tiêu chuẩn stainless steel là thép 18 xẹt 10 nha, của Đức. Được làm, được dùng cho tất cả là bếp an toàn, máy rửa bát, rửa chén á. Dùng cho bếp điện, bếp ga, phòng ngoại, bếp từ, bốn là tất cả là bếp. Được bán tại 1 2 3 4 5 năm quốc gia trong nền Liên minh châu Âu: Đức, Anh, Pháp, Thụy Sĩ, Italia. Đó, bộ nồi Inspiration 4 món. Trước tiên mình sẽ cân lên, cân lên nó nặng bao nhiêu ký nha các bạn nha. Bộ này thuộc gọi là phân khúc tầm trung của thằng VBF. Đó, khá là tốt, rất là tốt rồi bạn. Bạn chỉ cần, nếu các bạn kinh tế mà vừa phải thôi thì các bạn chỉ cần dùng hàng tầm trung là rất là ok rồi, không phải là dùng đến hàng tầm cao đâu. Bởi vì nồi thì nó làm từ thép 18 x 10 hết, và hàng tầm trung cũng rất là tốt rồi, bắt nhiệt bắt từ cực kỳ tốt, dùng trăm năm cũng không lo hỏng rồi. 7 món. Và thực tế thì người Đức và người Việt ở Đức thì hồi xưa mình cũng người ta cũng dùng hàng tầm trung thôi. Những ai có điều kiện hơn một tí thì người ta mới dùng hàng cấp cao lên. Bộ nồi này nặng bạn xem gần 7 kg, cho 4 món gần 7 kg nha. Mình sẽ gỡ ra cho các bạn xem nguyên bản cái hộp này, hộp này cho các bạn xem luôn nha. Nồi của VMS thì thiết kế khá là đơn giản, thùng thùng của VMS thì thiết kế khá là đơn giản. Đây. Rồi mình sẽ gỡ ra cho các bạn xem. Đây là sổ hướng dẫn sử dụng của thằng VMF. Thì cái thằng VMF á, nó có đặc biệt hơn những cái thằng khác là lúc nào nó nồi của nó cũng được, cái này khá là sắc, được phủ thêm lớp chromagan á, để cho nồi nó sáng bóng hơn. Một nồi, đầu tiên là một nồi. Nồi này thì các bạn coi cái độ dày dặn của nó như thế nào nha. Đấy. Bộ này thì Inspiration hiện tại thì mình đã hết hàng, còn bộ cuối cùng rất là sáng bóng các bạn nha. Bộ rất là sáng bóng, rất là đẹp. Bộ nồi này Inspiration 4 món. Đấy, tay cầm đấy, được gắn với trong này bằng hàng ở trong này nha, không kết nối nhau bằng đinh tán. Trong này rất là, khá là đẹp. Đáy rất là dày, tầm 1 cm các bạn nha. Đấy, rất là dày, tầm 1 cm. Nồi rất là đẹp. Đó, đặc biệt của thằng VMF là nó lúc nào nó nồi nó cũng làm từ bọc thêm chromagan nên rất là sáng bóng, gần 1 kg nha tất cả các bạn nha. Mình gỡ ra từng cái cho các bạn xem. Tiếp theo nắp của thằng nồi to nhất. Nồi này thì thiết kế là nắp bằng nha các bạn, khá là đẹp. Khách của mình nhận cái bộ nồi này về rất là hài lòng, mọi người rất là dày dặn nha tất cả các bạn nha. Đấy, kính cường lực chịu nhiệt và chịu va đập đó. Được hàng được kết nối với nhau rất là đẹp. Đấy là nắp, thì nắp bằng nha các bạn nha, rất là đẹp. Tạm thời mình để ra đây tí xíu. Rồi tiếp theo là một cái quánh 16 cm. Nồi quánh một cái quánh lẻ, bạn cứ hình dung một cái quánh lẻ của thằng VMF, nó bán lẻ cũng 900.000 rồi, 950.000 rồi. Nguyên bộ nồi này mà các bạn mua giá có 2.999.000, quá là rẻ luôn. Đấy. Và bộ VMF, bộ Diamond Plus mình chỉ còn hai bộ thôi, nó cũng tương tự vậy. Và giá của nó là 3 triệu mốt, hơn nhau 200.000, bởi vì nó không có quánh, nó có nồi luôn, hơn hết luôn. Đó, thì rất là tiện lợi.
Đó, một cái quấn không có nắp, quấn là nó không bao giờ có nắp nha các bạn nha. Đó, bạn nào không thích quấn thì các bạn dùng bộ Diamond Plus rất là xịn sò. Tiếp theo là một cái nồi nắp đây, nắp bằng, dùng cho cái nồi này để nắp lên thì các bạn thấy rất là đẹp, vừa vặn. Nặng khi mà đẩy nắp lên thì nặng tầm 1,2 kg nha các bạn nha, rất là đẹp phải không ạ. Rồi tiếp theo là một cái nồi, nồi này là nồi 4 nồi thôi, một dành cho một gia đình 4 nồi là đủ rồi, không cần quá nhiều nha các bạn nha, 4 nồi. Các bạn mua cái bộ nồi này về, mua thêm cái chảo chống dính tốt tốt tí nữa là đủ rồi, rất là dài dặn. Hàng này hàng tầm trung nha tất các bạn nha, nó sẽ không dần dặn bằng những cái bộ nồi tầm cao như là VMF, Gourmet Plus hay là Fisler được, bởi vì nó là thuộc hạng tầm trung thì nó sẽ không thiết kế dài dặn bằng, tuy nhiên cũng khá là tốt rồi. Nặng mình cần nặng 1 kg vậy nha. Đó, cái nắp nắp này đó, đẩy lên khá là đẹp. Nặng khi mà đẩy nắp lên thì nặng cầm ký 6. Và cuối cùng là một cái mồi nồi to nhất là 24 cm, dung tích của nó là 5,7 lít 6 lít. Các bạn có thể mua dùng cái nồi này để các bạn luộc gà, nấu canh, nấu súp dành cho gia đình nhiều người á, dùng nồi này. Còn những cái nồi nhỏ thì các bạn dùng cho sinh hoạt gia đình, còn khi nào các bạn cần nồi lớn thì các bạn dùng cái nồi đó. Mình đặt lên đây cho các bạn xem, rất là đẹp nha. Đấy, Diamond Inspiration 4 món, khách mình nhận những bộ này rất là hài lòng bởi vì giá sale rất là rẻ, tại mình bán bộ này rất là rẻ rồi, quá rẻ luôn. Trong này thì được, nó nồi thì làm từ thép 18x10 hết, ở dưới này thì nó ghi transparent nha, hàng nội địa Đức nha tất các bạn nha, đấy rất là dày dặn, hàng nội địa Đức không phải là ấy nha. Giấy này dày dặn nha, 1 cm, tầm 1 cm rất là dày, cân lên cho các bạn xem luôn. Cân này nhiều lúc nó bị đấy, nồi này thì nặng nhất, đặt cái nồi chưa nắp lên tầm nặng 1,5 kg rồi đấy. Nắp lên thấy không, rất là đẹp, rất là dày dặn, khách của mình nhận 2 kg. Nó sẽ không nặng bằng thằng Fisler, các bạn đừng so sánh nha, độ nặng nó sẽ không bằng Fisler được. Bộ nồi nguyên bộ nồi nó nặng tầm 7 kg, thì nó thuộc hàng tầm trung thôi, nhưng mà cũng rất là tốt rồi. Bạn nào kinh tế vừa phải thì dùng bộ nồi này thì mình nói là không có gì là phải là chê cả nha. Đó, 4 nồi, một nồi đây nữa, điểm danh lại cho các bạn xem. Đây, đầu tiên là cái nồi lớn nhất 24 cm, dung tích của nó 5,7 lít. Tiếp theo nồi này là nồi 20 cm, dung tích của nó là 3,7 lít này. Nồi này là nồi 16 cm, 1,6 2,3 lít hay 1,6 lít, cái này là 1,6 lít, quánh 16 cm. Một bộ nồi 4 món thì đủ cho gia đình. Kính là kính cường lực đúc trong với cái này tay cầm, đó rất là đẹp, rất là dày dặn nha các bạn nha. Bộ nồi Inspiration bọc Chromagan làm từ thép 18x10, hàng nội địa Đức, bọc 18 bảo hành 12 tháng luôn cho các bạn xem luôn. Đấy, mà nồi thì thực chất là nó cũng chả hư gì đâu, các bạn mua về các bạn dùng cả đời các bạn luôn. Nó là thép bởi vì nó làm từ thép nguyên chất, thép 18x10, thép tiêu chuẩn cao nhất của làm nồi hiện giờ, không rỉ nha các bạn nha, nên nó sẽ không bị hoang ố theo thời gian hay không bị gì hết. Chứ các bạn mua những loại nồi kém chất lượng, không phải là thép inox, thép tốt thì nó sẽ bị hoen rỉ theo thời gian bởi vì cái hàm lượng sắt trong cái nồi nó cao thì nó sẽ bị oxy hóa theo thời gian. Còn cái này thì nó sẽ, đây là lượng thép tốt nhất hiện giờ nên nó sẽ không bị hoen rỉ theo thời gian. Đấy, thương hiệu VMF rất là đẹp, bộ nồi 4 món nha. Rồi bạn nào quan tâm bộ nồi VMF Inspiration 4 món này thì có thể liên hệ CP Shop để đặt hàng, và hiện tại đã hết hàng, các bạn có thể lựa chọn bộ nồi Diamond Plus. Đấy, mình sẽ quay clip mình giới thiệu cái bộ nồi này Diamond Plus 4 món nha. Giá hiện tại bộ nồi này khá là tốt nha tất các bạn nha. Bạn nào đặt hàng giữ trước thì mình sau này mình có hàng mình sẽ báo các bạn. Và hiện tại CP Shop còn rất nhiều bộ nồi khá là tốt của thằng VMF. Ví dụ như Inspiration 4 món hay là bộ nồi VMF rất nhiều, hay Feeling Classic, đấy, Fisler, rất là nhiều bộ nồi tốt. Bạn nào cần nồi thì có thể liên hệ CP Shop để tư vấn thêm. Các bạn có thể là truy cập website sinhhangduc.vn để xem thêm những cái thông tin sản phẩm về bộ nồi, sản phẩm gia dụng của Đức, chính hãng từ Đức nha tất các bạn nha.
Rồi, bạn nào thấy video clip này hay thì hãy cho Xin Shop một like và đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi kênh YouTube của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo, và chúc tất cả các bạn sớm sở hữu được bộ nồi tốt nhất của bộ nồi ưng ý nha, bộ nồi ưng ý cho gia căn bếp của mình, cho gia đình của mình. Đấy, xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn của CV Shop. Lời đầu tiên thì cho phép CV Shop xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đối với tất cả những anh chị quý khách hàng đã xem video clip này, và đặc biệt là những anh chị quý khách hàng đã luôn theo dõi, ủng hộ và đồng hành CV Shop trong suốt những năm vừa qua. Với kinh nghiệm là đã có nhiều năm sinh sống, học tập và làm việc tại Đức từ năm 2018, CV Shop luôn coi những anh chị quý khách hàng là những người bạn, người thân trong gia đình. Vì thế, CV Shop không ngừng nỗ lực để mang những sản phẩm chất lượng nhất từ Đức với giá cả phải chăng, chính hãng 100% đến với tay khách hàng tại Việt Nam. Vâng, và nếu anh chị quan tâm sản phẩm trong đoạn video clip review này thì có thể trực tiếp liên hệ với CV Shop để mình tư vấn trực tiếp. Anh chị có thể liên hệ qua số điện thoại 0707832828, có thể kết bạn Zalo với mình hoặc là có thể là gọi điện trực tiếp với mình để mình tư vấn. Rồi anh chị có thể vào website sinhhangduc.vn để xem thêm những cái sản phẩm khác từ CV Shop. Rất nhiều những dòng sản phẩm tốt, chất lượng từ Đức với giá cả săn sale rất là tốt có sẵn trên website sinhhangduc.vn. Rồi anh chị, nếu mà anh chị thích dùng Facebook có thể là vào fanpage của CV Shop, Hàng Đức chính hãng CV Shop, để xem những cái sản phẩm CV Shop cập nhật hàng ngày trên Facebook. Và nếu mà anh chị có những cái thắc mắc phản hồi về cái sản phẩm này thì có thể thoải mái bình luận ở trong video clip này. Rồi nếu anh chị thấy video clip này hay thì có thể là cho CV Shop một like và đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi kênh YouTube của CV Shop. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả những anh chị quý khách hàng trong những đoạn video clip tiếp theo, và chúc anh chị sớm sở hữu những sản phẩm tốt nhất từ Đức, từ CV Shop. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả những anh chị ạ.